Mình kinh doanh khách sạn nhà nghỉ. Wow, kinh doanh bao nhiêu năm rồi chị? Nói chung là thì mình kinh doanh đây là mở khách sạn được 2 năm rồi. Lúc trước thì mình buôn bán, mình bỏ hải sản cho các quán. Còn mình có 2 đứa con. Đứa con trai lớn thì năm nay 28 tuổi, hiện đang làm bác sĩ. Còn một đứa bác sĩ, một đứa nữa là đang học đại học cũng ngành y mà năm đầu năm cuối năm 2. Trời ơi, mẹ đơn thân mà hai con học giỏi dữ, bác sĩ không vậy? Và ngày hôm nay thì Tường cũng đã rất là hào hứng để chờ đợi, để lắng nghe câu chuyện của hai nhân vật sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ có một buổi hẹn hò đầu tiên rất là tốt đẹp. Và bây giờ thì anh trai đã ngồi đây rồi, Tường sẽ ra ngoài và đưa chị gái chúng ta vào để bắt đầu câu chuyện nha. Rồi, ghế đây, bên trái. Rồi, xếp ra nha, mời chị ngồi xuống. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra nha, để em mở giùm chị. Rồi, cảm ơn chị, đẹp quá. Anh chị đã ngồi đối diện nhau qua cánh cửa trái tim này. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu to hơn, rõ hơn để cho đối phương có thể nghe được những cái lời chia sẻ của mình. Tường chào anh trước nha. Bây giờ anh giới thiệu trước, anh tên là gì? Tôi tên là Quỳnh Phúc Nguyên. Hôm nay là 49 tuổi, ở là tỉnh Bến Tre, ở quận 11. À, rồi mình đang làm gì trên này? À, tài xế xe taxi. Mình chạy theo ngày hay là mình ôm luôn xe hay là mình chạy theo ca? Chạy ôm luôn xe. Ôm luôn xe luôn. Anh làm công nghệ công việc này lâu chưa? Công việc này cũng được 1 năm 2 tháng rồi. Ủa, mới có 1 năm mấy à? Vậy trước đó anh làm gì? Trước đó thì chạy xe ráp, thấy không có ăn mấy vô hãng taxi. Rồi cái chiếc xe mình chạy xe ráp đâu rồi? Đó, vô hãng Hòa Bình Xanh đó. Ủa, là mình vô taxi là mình cũng chạy bằng xe của mình luôn? Đúng, đúng rồi. Vậy là làm nghề tài xế lâu năm lắm rồi. Đúng rồi. Giờ mình đang sống với ai trên này? Sống với 2 đứa cháu. Ở dưới quê là còn ai dưới quê? Ở quê còn có mình bà má thôi. Rồi sao không về quê sống với má? Tại vì ở trên đây có cơ chế làm ăn được, ở dưới quê đâu có cơ chế làm ăn được. Rồi, em mời chị giới thiệu ạ. Mình tên Phạm Thị Hằng, mình cũng ở quê ở Bến Tre. Bến Tre luôn? Bến Tre ở khúc nào chị? Ở tại thành phố Bến Tre. Thành phố Bến Tre, anh Bến Tre chỗ nào vậy anh? Tôi ở huyện Ba Tri, xã An Bình Tây. Huyện Ba Tri là cách với thành phố Bến Tre là bao nhiêu xa? 35 cây. 35 cây, rành ghê. Đúng rồi, tài xế mà, rành ghê. Một cái điểm chốt đầu tiên là cùng quê. Hỏi chị là sinh năm bao nhiêu ạ? Trong giấy thì mẹ ghi hồi nhỏ là mẹ khai là 1972. Nhưng mà sự thật tuổi thiệt của em là năm nay là em tuổi Hợi. 71. Dạ. Ô, vậy là chị nhỉnh hơn ảnh 1 tuổi phải không? Cuộc sống của mình thì là mình kinh doanh khách sạn nhà nghỉ. Wow. Kinh doanh bao nhiêu năm rồi chị? Nói chung là thì mình kinh doanh đây là mở khách sạn được 2 năm rồi. Lúc trước thì mình buôn bán, mình bỏ hải sản cho các quán. Còn mình có 2 đứa con. Đứa con trai lớn thì năm nay 28 tuổi, hiện đang làm bác sĩ. Còn một đứa bác sĩ. Một đứa nữa là đang học đại học cũng ngành y mà năm đầu năm cuối năm 2. Trời ơi, mẹ đơn thân mà hai con học giỏi dữ, bác sĩ không vậy? Ủa, chị ly hôn bao lâu rồi? Ly hôn nay là 15 năm. Chị đang sống với ai? Cũng như là sống một mình. Hai đứa con thì đi học ở trên Sài Gòn. Hồi năm mới vô lớp 9 là nó đã đi học ăn nội trú được trên Sài Gòn hết. Nói chung là vậy. Cái công việc mà ăn buôn bán ai hỗ trợ mình không? Có đứa em nó qua nó phụ, còn bình thường là một mình đương đầu hết tất cả. Trời ơi, giỏi quá ha. Hồi ba cũng làm bác sĩ mà ba mất rồi mà. Mẹ thì ở gần cái bên. Một đứa em trai thì ở nhà cũng có xe tải, mình cũng có xe tải riêng. Ủa sao nên khách sạn mà sao có xe tải làm chi vậy? Tại xe tải là để cho đứa em quản lý. Có một đứa em nữa. À, mình vận chuyển hàng hả chị? Cũng như là ở dưới đó là mình thu hết mấy vợ dây chai. Trời ơi, nhiều nghề quá ha, giỏi quá. Chắc như chị thì chắc chị cũng muốn cái người đó cũng ở gần mình thôi, chứ cũng không muốn người ở xa đâu, đúng không? Cũng nếu mà có điều kiện thì về ví dụ như chỗ nào lập nghiệp được thì ở chỗ đó cũng được. Dạ, dạ. Nhưng mà cuộc sống phải cái người bên anh đó phải ổn định cuộc sống. Chứ kiểu cũng đừng có linh binh quá rồi. Dạ, dạ, rồi em hiểu rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh là nói chung là mình nghĩ về người khác nhiều hơn. Còn điểm yếu là hay khóc. Sao nghĩa là cảm động, như coi phim hay gì cũng hay cảm động nhiều nên nó cảm xúc nó hơi mạnh. Rồi vậy thì tốt thôi, thật ra phụ nữ mà đầy cảm xúc là rất là tốt, người sống tình cảm mà. Thế còn anh thì sao ạ? Một cái điểm mạnh thì thích suốt ngày đi làm ngoài đường thôi. Để kiếm tiền. Chịu cày đúng không? Chịu cực, chịu khổ. Đúng rồi, còn cái điểm yếu thì nó hơi chậm chạp chút xíu. Hơi chậm chạp là sao? Ví dụ? Làm chuyện gì thì mình hơi bê trễ chút xíu. Lý do là do thời giờ giấc hay là do gì? Cũng như công việc này, cái mình vừa làm việc này cái đầu cái công việc kia mình làm không có kịp thì nó hơi trễ. Là mình do mình nhiều công việc quá. Đúng rồi.
Dạ, có thể mình cố gắng ha. Mình ra kế hoạch mình sắp xếp làm sao mọi thứ cho nó ổn thỏa, cho nó đúng cái tiến độ của mình nha. Thế còn về tình trường thì như thế nào? Anh đã trải qua bao nhiêu cái mối tình hay là có cuộc hôn nhân nào chưa? Có một cuộc hôn nhân thì có một đời vợ, thì vợ bệnh khối u não chết rồi. Mất 2014 đấy, tới nay cũng mấy năm rồi. Dạ, là sống được bao nhiêu năm thì chị mất à? Sống với vợ được khoảng chừng 20 năm thôi. Vậy là mình có mấy cháu rồi anh? Có một cháu trai này được tuổi 10 nay, 29 tuổi. Cháu đang sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì mình có mối tình nào khác nữa không? Sau khi vợ mất thì có quen một cô, nhưng mà rốt cuộc thấy cũng không có được thì cũng ở tỉnh Bến Tre luôn á. À, mà sao không được vậy anh? Cô đó cổ đi lên đây là cổ đi làm ở bên Long An, phố mình làm thành phố. Từng cứ về một lần này cứ nghe băng phanh mấy người sớm nói cổ cứ hai cái tính nhậu á. Trời ơi. Nhậu rủ được không? Nhậu rồi ngủ tại chỗ luôn, rồi người ta nói quá tính nói, rồi em nói mà khách không khắc phục được, rồi cuối cùng em chia tay sao. Bây giờ ví dụ nè, giờ cô này cô cũng ở Long An nè, em chỉ nói ví dụ thôi, còn em chưa biết hai anh chị như thế nào. Nhưng mà giả tỷ như mình vừa ý nhau, mình muốn tìm hiểu với nhau mà định hướng tương lai, thì giờ anh chỉ muốn anh về Bến Tre sống là thì anh thấy sao? Ở đâu nói chung ra làm ăn được thì cứ ở thôi chứ có gì đâu. Ở Bến Tre có taxi hay có công nghệ gì không chị? Ủa anh chứ có, em ở Bến Tre có taxi mà. Anh lái taxi không chứ đâu có lái xe bằng xe tải lớn được hả anh? Đâu có bằng xe tải chứ, anh đang là bằng xe tải tới 18 tấn nữa mà. Chưa gì ngắm vô công việc rồi đó. Về rồi ví dụ như ai biết đâu được, hai người lấy nhau thành vợ thành chồng thì anh hỗ trợ được cho cổ trong cái công việc của cổ. Đúng không? Đúng rồi, em có bằng. Móc lại bằng ra cho coi luôn, thiệt tình lắm, nhân miền Tây mà. Đây, bằng lái xe tải đàng hoàng, yên tâm. Trước tiên xin việc bà chủ, qua bà chủ cho không nè. Cảm ơn anh. Nhiều khi biết đâu tình duyên không được, mình cũng thành một cái chỗ bạn bè, một cái gì đó lấy nhau. Gặp sao? Nhau chỉ có duyên thôi chứ. Nó thiệt tình tôi chịu á. Eo sơ bộ thì em thấy là nói chung về cuộc sống thì có vẻ anh còn cuộc sống nó vẫn còn rất là bươn chải, rất là khó khăn. Nhưng mà thật ra cái đó thì tới cái tuổi Tường thấy mình ổn định trước rồi, mình may mắn hơn thì cũng Tường cũng không có quan trọng cái vấn đề đó. Quan trọng là cái con người anh như thế nào, thì cái đó mình phải cần thời gian nha. Quay lại một chút xíu về cái tình trường của chị, thì tại sao mà hai năm hai mặt con mà mình chia tay vậy chị? Ảnh không có lo cho con, còn em thì em hướng về chủ yếu là con ăn học nhiều hơn, nên thà em chấp nhận vì con chứ không vì chồng. Rồi mấy tụi em đi đến chia tay. Rồi bây giờ là còn mối quan hệ cha con nó như nói thế chung nào? Là em cũng vẫn để cho cha con chăm sóc, cho ví dụ như con nó có hiếu thì nó lo được cái gì nó lo. Rồi bây giờ chị mong muốn tìm một cái người bạn đời của mình sau này đó, là mình mong muốn như thế nào? Nói chung theo nguyện vọng em á, là muốn tìm một người bạn đi tới. Thứ nhất đó là em rất đam mê ngành kinh doanh. Nếu mà được kinh doanh được thì nó rất là tốt. Còn nếu mà như anh bạn nói là anh cũng có tài xế, là cũng biết lái xe, thì nói chung nhiều khi trên công việc có thể là nó có thể nó chuyển đổi được, thì mình có thể quay qua kinh doanh công chuyện khác. Nhưng mà với điều kiện là tính tình phải thật thà. Ví dụ như chuyện gì buồn vui thì phải nói, chứ không có vụ mà mặt ngầm rồi nó buồn cả hai. Là một cái, thứ hai nữa tách thân nhân. Thứ ba nữa là không nói dối, cái gì là thẳng thắn. Chứ không có vụ mà nói dối. Chứ đừng có ca ra cũng giống như là tiền bạc, tiền anh, tiền em đồ, nó em không chấp nhận vấn đề đó. Cái này thật sự nó có một cái điều rất là tế nhị trong một cái mối quan hệ nam nữ, mà đôi lúc cái người nữ cái phần mà về kinh tế nó nhỉnh hơn á, thì cái bạn nam á phải là cái người bản lĩnh, tại vì người ta giỏi hơn mình nó phải là cái tội. Em nghĩ là mọi người đều rất chín chắn, mình tự quyết định cái cuộc đời của mình, người ta chỉ có thể cho mình cái cơ hội thôi, còn mình làm hay không, mình nắm bắt được hay không là quyền của anh chị thôi. Rồi thế còn anh thì anh mong muốn tìm một cái người bạn đời mình như thế nào? Thì mong muốn tìm một người bạn đời thật thà, dễ thương, hiền dịu, biết cư xử. Rồi anh có hình không, cho em coi hình anh, em đố chị cái coi. Chị có hình không, cho em mượn luôn chị. Sao không giống ở ngoài vậy trơn trời ta? Trong với ngoài. Ờ trong ngoài khác nhau trời vậy. Giờ nó đã vậy rồi. Dạ, này hình coi cho vui, coi trước thôi, bất ngờ thôi chứ hình này đâu có chọn gì đâu. Hình dễ quá mà. Có anh chọn hơi cực một chút nè, chỉ đâu. Bà mẹ hai con lớn, con bác sĩ hết trơn rồi đó. Đâu ai? Người này nè. Người đó hả? Rồi giữ nguyên hiện trường. Đâu để đó đi. Khó quá. Khó mới đâu chứ. Xin mời quý vị nhìn về cánh cửa trái tim để xem. Rồi bây giờ nhìn về lại đi, giờ cái người ngồi đó với mấy người trong này là người nào? Đâu, giờ nhìn kỹ cổ đây nè, với trong đây nè, là cô nào?
Chị có nghĩ là cái người này? Vậy chứ em nghe tiếng nói trên bên đây em biết hình anh rồi đó. Thôi đi, hình có ba người, hai người kia trẻ măng à. Dễ quá rồi. Thôi bây giờ này anh ơi, thôi giờ đừng ngắm nữa, có người thật rồi, ngắm người thật đi. Tặng quà kìa anh ơi. Còn cái rồi qua đây luôn giùm em. Dạ, đây anh đứng bên đó đi em. Trong chương trình này em cũng món quà để tặng cho. Cảm ơn. Rồi, hồi xưa em hỏi ha, món quà này có ý nghĩa gì không anh? Cái sô la thì ý nghĩa thì nó ngọt ngào thôi. Nó ngọt ngào ha, thấy anh nói là thấy ngọt rồi đó. Còn món quà này món quà gì anh khui em coi với được không? Đó giờ có ai tặng quà anh không? Đó giờ chưa. Em nghĩ chắc cũng lâu chưa có người tặng quà ha. Chưa. Tội nghiệp ha, cũng một mình đơn thân trên Sài Gòn ha. Wow, làm gì biết nghề người ta làm nghề tài xế hay gì vậy trời. Tặng cái đó có ý nghĩa gì vậy? Ý nghĩa gì vậy chị? Thứ nhất là đến chương trình này thì biết ảnh cũng là chuẩn chạc người rồi, nên em tặng một cái màu đen, là cái một màu là đã vượt qua cái sáng, nó trở thành đôi đen. Bây giờ cố gắng làm sao nó sẽ trở thành một cái sáng. À, có ý nghĩa đàng hoàng. Mặt Tường nhìn vô, Tường nghĩ ý nghĩa cà ravat giống như là tròn vô cổ xong móc cái cổ kéo đi luôn vậy đó. Vậy được không anh? Được không anh? Kiểu này không được cũng phải được. Không được phải được à? Đã đưa cái này rồi, nó nhận rồi thì tất nhiên phải chịu rồi. Bây giờ em mời hai người ăn trưa với nhau, vui vẻ tâm sự nói chuyện. Anh thường về quê không? Một năm về quê có một lần. Còn mẹ mà sao anh ít về quê quá à? Tại vì anh em ở dưới đông á, còn cháu đông mà về dưới lên đây phải gì làm. Làm đây là nhà của mình hay là nhà trọ? Mình đang ở là với cháu trong nhà trọ. Vậy lương thu nhập anh một tháng được bao nhiêu? Lương thu nhập tháng nó chừng 90 triệu à. 90 triệu đó là anh sử dụng qua nuôi con hay là anh sử dụng qua vấn đề? Giờ con nó đã lớn rồi, đâu có nuôi nữa. Nay nó 29 tuổi rồi. Vậy là từ hồi khi anh thôi vợ tới giờ anh có tích lũy được cái gì không? Giờ tích lũy mua được chiếc xe thôi chứ giờ đâu có mua được gì đâu. Cũng như là xe taxi đó riêng biệt của anh hả? Chứ không phải là của hãng? Không phải của hãng. Anh mua xe được bao lâu rồi? Xe này được 3 năm rồi. 3 năm. Lúc anh mua xe mới hay là xe đã qua sử dụng? Anh mua xe mới luôn á. Một ngày vậy mức tiền thu nhập của anh được bao nhiêu? Một ngày thu nhập là 1 triệu. Với 1 triệu thì một năm anh dư ra bèo cũng có tiền ăn tiền nhà hết. Không, bởi vì nghĩ tiền xăng cộ, tiền công ty lấy là nếu mà tại tháng 30 ngày 30 triệu là công ty lấy hết 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi thì còn tiền ừ, tiền tiếp thị. Trình độ anh hồi đó học tới lớp mấy à? Rồi anh học mới tới lớp 9 à. Anh có gì muốn hỏi em không? Anh thì ít nói lắm mà đâu biết gì đâu. Thì anh cứ việc hỏi đi. Thì con anh có thường cho tiền cho anh không hay là... Không, nói chung là nó làm thì nó nuôi bản thân nó thôi. Anh thì là nuôi làm riêng, không có chung. Vậy là ý anh là con anh nay là cũng là 29 tuổi, cũng tới tuổi để cưới vợ được rồi. Thì anh có dự định cái khoản tiền để sau này cưới vợ cho con anh không? Thì cũng có dự định nhưng mà chưa. Có dự định hay là anh phải khẳng định là dự định hay là đã có để mình... Dự định thôi chứ chưa. Vậy rủi con nó đòi đột xuất để đâu lên cái vợ? Nói chung ra là mấy cô mấy chú nó có phụ. Anh hỏi gì em hỏi đi. Anh về không biết hỏi. Thì anh cứ hỏi thi rồi để nhiều khi đi về rồi cái hối hận đó tao ngồi trước mặt mà không hỏi được gì cho. Anh ít nói vậy. Ít cái làm ra không? Không biết hỏi thì như cái thế nào. À, hôm nay anh gặp em anh cảm nhận như thế nào? Thì nói gặp em thì cảm nhận em cũng rất xinh xắn nhưng mà thấy em cũng rất là vui. Anh có thường lên Bến Tre không? Anh ít có về Bến Tre lắm. Nhưng mà chắc anh biết ngay ngã tư Tân Thành chứ gì hả? Biết. Dạ em nghe đó. Nói chung ra là cái Bến Tre chỗ nào anh cũng biết chứ đâu. Về quê ghé chỗ ghé thăm cho biết luôn. Rồi tới đó em mời anh nghe, nếu anh về có số điện thoại anh em mời anh uống cà phê. Cảm ơn em. Mời tôi nữa đó nha, tôi nói thiệt á, tôi đang có dự định đi Bến Tre đó. Còn mà chị tới tường Bến Tre ghé em nha. Phải có số liên lạc mới ghé được. Dạ. Chị có dự định đi Bến Tre lên xe em chở đi về luôn. Trời ơi, có xe tao có tài xế ghi không không? Nói đùa thôi chứ thấy thì phụ nữ mình á, này Tường chia sẻ thiệt luôn, sẽ sâu sắc hơn nhiều, sẽ chi tiết hơn nhiều. Nó thật sự mình đòi hỏi một mình khó quá, nó sẽ cũng không có được đâu, giống như em nè. Đó, đôi lúc nghĩ không phải mình ế chứ. Mà tại sao mình ế được? Anh nói ông cũng đẹp, cũng giỏi, cũng này kia mà tại sao không kiếm được ai? Tại em nói thật sự luôn, em khó tính lắm. Em cũng vậy. Em khó tính lắm. Và khi mình khó tính á, cái người xung quanh á, cái người đàn ông nó không đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Mà mình thì lại thấy cái nhu cầu mình nó quá đơn giản, mà tại sao người ta không đáp ứng được? Tính em thì nó thoáng. Nếu mà nó thoáng nó sợ lỗi thì sẽ dễ hơn. Như em khó tính là khó tính với con như vậy.
là tuyệt đối là không có dùng từ mày với con, là em chỉ nghiêm khắc với con. Dạ. Như giờ như vậy là chủ yếu là kêu con ngoan ngoãn thôi, chứ còn cái vấn đề mà gắt gao là em không có gắt gao. Nhưng mà đối với anh thì em thấy rằng là em hiểu là cái cuộc sống mỗi người một cái hoàn cảnh, cuộc sống của anh đôi lúc nó cũng còn có khó khăn. Giống như đôi lúc á, chị hỏi những cái câu mà về định hướng tương lai anh không có trả lời được hoặc anh chưa có, thì đôi lúc em nghĩ rằng là đôi lúc có những con người á, người ta chỉ là cơm ngày ba bữa và người ta lo mỗi ngày thôi à chị, chứ người ta không có phải như mình để mình lo cái tương lai ngày mai ngày mốt ngày kia. Cho nên mình hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác để cảm thông được họ. Đôi lúc nó có những cái nó thật ra nhiều khi anh thấy chuyện đó là bình thường, anh vui hỏi giờ anh có gì không, anh thấy anh tự tin, anh thấy anh thoải mái, ở đâu à, làm được anh sống được. Rồi đây là những cái câu hỏi của chương trình gửi cho mấy anh chị cho vui, để mình đọc rồi mình làm cho nó vui với lại nhẹ nhàng để mình hiểu nhau nhiều hơn. Tắn thôi anh ơi. Đúng anh rồi. Tính bốc hết. Dạ anh đọc lớn lên giùm tường đi. Hai bạn ôm nhau trong một phút rồi nói cảm nhận về nhau. Rồi anh Tiến Hoa xin chỉ hai người đứng lên ôm nhau một phút rồi nói cảm nhận. Cái nhiều vụ đó nữa. Lớn hết rồi. Phải nhanh nhanh mạnh mạnh quyết liệt rồi. Lên xíu. Thôi nha. Em biết nói gì đó. Thì xin cho em cho anh ôm em một cái thôi, mình cảm nhận nhau cho nó dễ dàng để mình xin quyết định. Ôm em một cái để mình cảm nhận nhau. Thì cái tay này sao không ôm trời. À trời, lớn tuổi chứ hết nửa đời người vẫn rụt rè trong tình yêu đó quý vị. Ôm xong phải nói cảm nhận. Cảm nhận. Nhìn nói với cổ á chứ nói em chi. Thì cảm nhận anh như thế nào anh cứ nói đi. Cảm nhận thì nó tiêu nó hơi đập thôi, cái gì lẽ tiêu không đập chết sao, có hồi hộp hơn không, có xúc có rung động gì không, có hơi rung rung chút. Rồi cảm ơn anh. Rồi mời chị gái bóc một câu luôn ha, bóc một cái luôn ha. Chàng trai xin phép. Rồi ngồi ngồi đi chị. Chàng trai nữa hả? Nắm tay cô gái rồi nói cảm nhận. Cảm nhận nữa hả? Trời ơi sao anh lời quá vậy? Nghe lời quá rồi. Qua nữa vậy là qua tiếp. Qua tiếp thôi trời. Là tiếp nữa. Không. Tại làm như chương trình cho biết anh ít nói hay sao á. Anh nên nói nè. Rồi nói chứ bây giờ chốt luôn nè, giờ là câu chuyện cuối cùng rồi hết rồi đó. Nếu mà có duyên với nhau thì cho cái thời gian để mình hẹn hò tìm hiểu nhau. Nếu được thì mình tiến tới một cái hôn nhân. Có số điện thoại thì có thể về ngang ghé mời về nhà chơi cho biết. Và cái ngày đám giỗ đám quả gì đó ở nhà mời. Dạ em. Rồi là đi ngang rước luôn phải không? Có xe rước luôn, có xe. Lấy tiền taxi không? Không. Lấy tiền taxi còn gì nữa. Lấy tiền taxi còn gì nữa ha. Mời anh chị đặt tay vào cái nút bấm này giúp cho Tường. Sau 3 tiếng đếm của em nha. Nếu anh chị đồng ý cho nhau cơ hội thì bấm mạnh. Không đồng ý có quyền lấy tay ra. Quyền là của các anh chị. Rồi xin mời nhắm mắt lại ạ. 1 2 3 Em chắc em cũng hiểu là chị còn nhiều cái băn khoăn, nhưng mà chị có thể chia sẻ một chút xíu không? Thứ nhất là trên công việc, nếu mà trên công việc kinh doanh anh này ảnh chậm chạp. Anh hơi chậm. Dạ đúng rồi. Nó sẽ mỗi khi mà anh phát biểu lên một lời nói thì nó sẽ rất là trễ nải, chỉ còn một giây thôi nó cũng vẫn trễ nải. Theo em thì có thể em sợ em lanh lợi hơn ảnh sẽ sau này nó sẽ không có hòa hợp được một cái team. Dạ. Thì sẽ làm đau khổ cho anh nữa. Dạ. Nên để cho ảnh có cơ hội khác, sẽ có người khác sẽ gặp ảnh sẽ may mắn hơn là một. Còn đối với trái tim em là em chỉ cầu mong là cái tấm chân tình, chứ em không cầu mong cái em hiểu bạn. Em dạ. hiểu chị em hoàn toàn hiểu chị. Dạ. Và em cũng đồng cảm với cái chọn lựa của chị, giống như Tường cũng vậy thôi. Tường không ngại, mà thật sự Tường không lại ngại lấy một cái người hoàn cảnh kinh tế, điều kiện kinh tế khó hơn Tường, nhưng mà cái người đó phải bắt nhịp được với mình. Ví dụ như em nói như một cái chuyến xe hàng, ví dụ như mình đi vô tới công ty để giao đồ, mà ví dụ như mình chỉ người ta đồng thời, tại sao chiếc xe sau nó đã đi sau, xe trước mình đã đi trước, nhưng mà anh bước từ trên xe anh bước xuống để anh đi vô anh trình giấy cho bảo vệ, thì cái anh đằng sau anh đã bước xuống trước, thì cuối cùng lại mình cái đơn hàng của mình phải xe chậm lại để cho xe trước vô nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trên công việc. Thật ra trong cuộc sống có những cái chậm nó chắc. À, suy nghĩ kỹ nó rất là quan trọng để đưa ra những cái quyết định. Tuy nhiên với cái nhịp sống hàng ngày thì mình phải nhanh nhẹn, mình mới bắt kịp được với cuộc sống. Đôi lúc có thể mình không phát triển được như người khác, mình phải xem lại là do mình đã cố gắng hết sức nhưng mình chậm, mình không theo kịp, hay là do mình chưa thật sự cố gắng hết sức rồi. Quyền là của nhưng anh mà chị thôi. Em chỉ nói đây một câu nữa, anh cứ việc lấy số điện thoại của em, thì nhiều khi có thể tại vì em đi lên Sài Gòn này rất là nhiều, có thể em lên tới em sẽ điện anh nhờ anh chở em qua bên công ty khẩu trang, bên khẩu trang. Tại vì em có nhập khẩu công ty khẩu trang của Cộng hòa Liên bang Đức nên em lên công ty này rất là thường, thì có thể là em sẽ còn nhờ anh nhiều. Ví dụ như trong khoảng thời gian dù em không bấm nút, nhưng mà trong khoảng thời gian em giao lưu và tiếp xúc với anh, ví dụ như có thể ân tình thuận lý, nó có thể còn cái con đường sau nữa.
không anh cũng không cũng không có gì, nhưng mà nói chung là cái nhờ chương trình thôi. Ví dụ như mà có duyên thì có duyên có nợ thì gắn kết nhau, còn không duyên nợ thì thôi, chuyện đó bình thường thôi. Hai bé, một bé 4 tuổi và một bé 2 tuổi ạ. Công việc của chị Hằng hiện nay làm gì? Dạ, hiện nay thì gia đình có một cái trang trại chăn nuôi, và hiện tại thì trang trại thì do mình là chủ. Thế nhưng mà có công nhân nuôi. Mình chăn nuôi đó hả? Chăn nuôi. Là nuôi gì chị? Nuôi gà. À, nuôi gà hả? Dạ. Mình tại ở thủ đô Hà Nội, mình ở đâu? Ở đây, trên vùng Sơn Tây. Mình ở Sơn Tây hả? Sơn Tây ạ. À. Lúc mà chị gặp con dâu đầu tiên á, dạ, chị thấy cô bé này như thế nào? Dạ. Ấn tượng đầu tiên thì gặp con dâu. Lúc đấy thì con trai đưa về là để giới thiệu ra mắt nhà chồng, nhà mẹ chồng. Thì lúc đấy thực ra con trai cũng giới thiệu là con dâu là một chủ spa. Một chủ spa, thật sự mẹ cũng thật sự cũng rất mừng. Nhưng mà lúc đấy con trai cũng lớn tuổi, lớn tuổi là lúc đấy 29, thế nên cũng rất mừng là có con dâu. Thế nhưng ngược trở lại lại cũng một cái sự cũng là lo, bởi vì con dâu là một chủ spa, nghĩ là một chủ spa thì nó cũng không thích lắm, nhưng phức tạp hả? Cũng không hiểu là như thế nào, nhưng mà cũng không thích. Thế nhưng mà lại đến lúc con trai đưa về đấy, đưa về ra mắt thì lại nó lại trái ngược với cái mình nghĩ. Thực sự là con dâu đưa về thì rất hiền, và rất là thùy mị, hiền hậu, mà lại dễ thương, mà lại giản dị, không như những chủ spa khác ấy, không theo cái sự tưởng tượng của mình nghĩ ở trong đầu là như thế. Rất nhẹ nhàng, hiền hậu, mà lại dễ thương, mà lại giản dị lắm cơ ấy. Thật ra những sự giản dị lắm ấy. Thật ra những cái người cụ ngày xưa đó, cụ nghe nó làm spa này kia, cụ nói là ngửa là mặc niệm, ăn mặc lè lẹt rồi miệng mòm này kia rồi sửa soạn rồi đua đòi và tiếp xúc với nhiều đối tượng này kia, họ không thích. Yeah. Thật ra xưa, spa giờ rất là văn minh hiện đại. Yeah. Á, xinh đẹp nữa, giỏi giang nữa, đúng không? Giỏi giang với cả nói chung là nghĩ đến là đã cảm thấy nó không thích. Giờ thích chưa? Thế nhưng mà không như cái sự tưởng tượng của mình ấy. À. Đi về con dâu lại trái ngược lại, hiền hậu này, giản dị lắm cơ ấy. Lúc đấy ăn mặc rất giản dị, nhưng không bây giờ còn lên hình mặc đẹp vậy, đúng không? Nhưng mà tới chỗ làm việc cũng phải đẹp chứ. À, làm spa là phải đẹp chứ. Hay lúc đấy về làm hình ảnh không biết, nhưng thật sự rất giản dị, không có lè lẹt, không phấn son, rất giản dị, nhưng mà lại rất xinh, mà lại rất hiền. Là ấn tượng ngay lần đầu đấy, ha. Ấn tượng ngay lần nghe thì không ấn tượng, nhưng mà về nhà ấn tượng. Đấy, nghe là sợ, nhưng mà lại về nhà lại ấn tượng. Đấy, là ấn tượng. Dễ nhất. Còn chị Thanh không biết là cái lần đầu tiên mà khi mà chị gặp mẹ chồng tương lai đó, là chị ấn tượng điều gì? Lần đầu tiên em về trên nhà mẹ, yeah, nhà mẹ Hằng thì là cũng được chồng em giới thiệu qua. Thì chồng em giới thiệu là nhà anh có một trang trại gà, xong rồi nhà anh có nhiều cây quả lắm. Em nghĩ trong đầu chắc là giống như ở miền Tây ấy, có nhiều hoa quả, ôi em thích lắm. Nhưng mà em về chả thấy có nhiều cây như nhưng không như trong tưởng tượng. Thế xong lần đầu tiên về thì em gặp bố mẹ, thì em chỉ ấn tượng lần đầu tiên thì em thấy bố mẹ hiền lành và dễ gần lắm ạ. Em chỉ nhớ là lần đầu tiên về em thấy mẹ em làm một cái mâm, gọi là một cái bánh tẻ như là một cái đặc sản ở chỗ vùng của mẹ em ấy. Yeah. Thì là em chỉ thấy rất là cảm nhận là rất là gần gũi, giống như là bố mẹ đẻ của em ấy. Và thì em cũng rất là nhìn ấn tượng ngay với bố mẹ ngay từ lần đầu. Thấy gần gũi ngay từ đầu. Vâng ha. Ạ. Rồi từ lúc về bữa đó cho bao lâu thì mình tổ chức cưới? Chắc từ con quen chồng con từ lúc tháng 6. Con quen chồng con là thầy giáo của em trai. Thế em trai giới thiệu ạ. Trời hay quá. Là đến nhà dạy học mà mình không ạ, là chồng con là giảng viên của đại học xây dựng. Thế là em trai con nói chung là cũng kiếm điểm thêm. Thế
chắc là năm đó con cũng 28 tuổi rồi, thì bố mẹ cũng chắc là cũng vậy, em trai cũng thấy không muốn là cho chị lấy chồng, nên là giới thiệu chồng. Em trai cũng muốn anh rể mình là thầy của mình dễ hơn chút. Không, lúc đầu giới thiệu là thầy giáo thì con nghĩ trong bụng là con cũng nghĩ là ôi là thầy giáo giảng viên thì con nghĩ là nhiều chữ, mà con thì lại làm spa thì con rất là gần như là gần gũi và con cũng xòe xòa lắm, chỉ sợ là không biết là chưa được tiếp xúc với như thế bao giờ, như những người tri thức mấy, nên là nghĩ là thôi chắc không hợp đâu. Nhưng mà sau khi con chỉ biết là một hôm là em trai mời thầy về xem bóng đá. Thế là thấy hôm mấy mọi lần nó lười lắm, mà tự nhiên mấy nó chịu khó lắm, đi mua đồ sắp đồ ăn, mở hôm nay em có thầy giáo đến. em trai thành ông mối rồi đó. Dạ. Rồi khi mà về làm dâu đó chị, thì con dâu như thế nào so với ngày là đầu tiên gặp mặt? Thật ra có hiền dịu, có nhẹ nhàng, có chăm sóc mẹ chồng này kia không? Về để con dâu về làm dâu, lúc đấy thực tế cưới về làm dâu thì con dâu thật ra vẫn nhẹ nhàng, vẫn cứ dịu dàng, mà vẫn cứ gọi là vẫn cứ không lề loẹt, mà vẫn cứ giản dị như thế thôi. Yeah. Thế nhưng mà ấn tượng của con dâu về làm dâu thì nói chung nói để khéo thì cũng không khéo, mà là bụng thì cũng không bụng, nhưng mà cái sự đổ vỡ là chắc chắn là sẽ có. Bụng ấy, con là được mệnh danh rồi. Không, giờ mẹ nói bụng quá. Thế nhưng để nấu ăn thì về cái sở thích nấu ăn là món kim chi cá hồi. Thế nhưng nấu được cái món ăn kim chi cá hồi, nhưng mà cái nấu một món chỉ có nấu mỗi món đấy thôi, nấu mỗi cái đấy chỉ có chăm chú kiểu nhìn vào cái nồi đấy nấu xong cơm không cắm. Ăn cá hồi kim chi thôi mà liên quan tới cơm đâu cắm. Đến bữa để lên mâm để ăn cơm xong, cơm chưa cắm, nhưng không phải quên không bật được cơm mà không cắm cơm, không có. Không, ngồi chờ. Nhưng mà có bao giờ mà con nấu nguyên bữa cơm trọn vẹn để dành cho mẹ ăn không? Chắc cũng chắc là ít. Nếu con nấu thì con xiết độ khoảng 99%, còn 1% là con phụ đấy thôi. À. Bơ vâng. Xiết bơ hết luôn hả? Vâng. Vậy đấy là nếu mà trọn vẹn thì khoảng 99% cắm được cơm ở nhà thôi. Cơm nó đang mang đến tận ơi. Ủa rồi. Vậy là chắc khẩu vị gia đình mình cũng chưa được hợp lắm hả cô hả? Không phải khẩu vị, nhưng mà nấu không có nấu nhanh. Có nấu được đâu. Có nấu được đâu đúng không? Con nghĩ là chỉ cần cái kết quả cuối cùng thôi mà. Kết quả cuối cùng là vẫn có một mâm cơm. Cô dâu hiện đại là vậy, chỉ cần cô dâu hiện đại tất cả là nhờ shipper hết. Mẹ yên tâm để đấy con. Đến kể cả bữa cỗ hay bữa gì cũng để con. Alo shipper mà đến tận nơi. Thầy làm dâu thầy A Còng nó vậy đó. Đúng. Đơn giản nhưng mà nó ngon hơn nấu luôn á. Đôi khi ngon hơn nấu luôn á. Có mất mồ hôi đâu. Dạ. Chả phải nghĩ. Dạ. Không phải nghĩ. Dạ. Nhưng mà chị thì không biết chị có hợp với mẹ điều gì không chị? Em với mẹ thì thực sự là không, em thực sự em chưa bao giờ em nghĩ là em coi mẹ như là mẹ ruột của em ạ. Yeah. Và thực sự là từ lúc em lấy chồng thì em thân với mẹ chồng nhiều hơn cả mẹ đẻ, vì mẹ đẻ em ở xa hơn. Đó, mẹ đẻ em thì vẫn đam mê kinh doanh, nên đâm ra mẹ em cũng ít khi xuống đây. Nên là em được gần gũi mẹ chồng nhiều hơn, mang tiếng là em ở riêng, nhưng mà cái thời gian em ở gần mẹ rất là nhiều. Thì em con cưới xong là con có bầu luôn. Ngày con ăn hỏi là ngày con biết con có bầu. Thế là xong con đang được một mẹ chăm, xong là con có một mẹ nuôi nữa, thế là con thành ba mẹ chăm luôn, là mẹ được chồng nữa. Thế là con càng sướng hơn, con thấy con lấy chồng con sướng hơn. Thế con trời, này không có cơ hội để đâu không. Không có chở mẹ đi chợ hay đi chợ với mẹ lần nào không? Nhiều ạ. Mà đi với mẹ thì mẹ toàn xách đồ thôi. Xong mà nhất quyết bây giờ vẫn vậy. 5 năm rồi tình cảm của mẹ con, hai mẹ con thì vẫn như thế. Đi đâu, đấy, ví dụ đi đâu cũng thế, mẹ cứ tranh xách đồ mà không nhất quyết không cho con xách, mà con đi xấu hổ người ta nhìn ý. Trời ơi. Mẹ chăm,
mẹ chăm sóc con ở nhà, cơm nước giặt giũ hết, thì con chăm sóc mẹ spa. Vâng ạ. Có không? Có. Con những có cái mỹ phẩm các thứ là con cứ gửi về cho mẹ dùng, xong là có dịch vụ spa là con mẹ là người đầu tiên được làm đẹp. VIP và khách VIP. VIP mà người, xong người đầu tiên làm đẹp hay là người đầu tiên làm chuột bạch? Cả hai. Có những cái mỹ phẩm nào mới đó hay là mẹ thưởng thức trước. Để thử mẹ trước. Có gì khách hàng đỡ cái comment. Không phải là mẹ thử trước mà là mẹ thưởng thức trước. À, mẹ thương mẹ nói vậy thôi. Chứ nhiều mẹ nó ê chưa làm ai mày làm tao mày thử á mày. Nhiều khi tao dị ứng trước rồi khỏi làm khách hàng đúng không? Xong con làm TikTok về dưỡng da này, con rủ mẹ làm TikTok cùng luôn. Dưỡng da cùng mẹ chồng luôn. Mẹ chơi TikTok luôn hả? Vâng. Quá dữ luôn. TikToker luôn. Chưa bao giờ lên ghi hình hay truyền hình cái gì xuống làm đẹp con mà. Con với mẹ làm cái chăm sóc da cùng mẹ chồng. Chơi luôn, mẹ làm luôn. Làm luôn. Không vậy là thân lắm á. Thật ra những bà mẹ chồng với nàng dâu nhiều khi cái khoảng cách đó thôi nó nhỏ, nó làm cho mình làm kỳ lắm thôi. Ai mà mẹ chồng mà chơi với con dâu lên nó kỳ, nhưng mà phải đây phải thân lắm, hợp nhau mới chơi kiểu đó được đó. Mà thuyết phục mẹ có khó không chị? Dễ lắm ạ. Không cần thuyết phục đâu ạ. Là mẹ có nhiều clip chưa? Có 4 clip mẹ nhỉ? 4 clip cũng nhiều. 4 clip trong cái kênh của con thôi. Thực ra con cũng không nhiều thời gian ý. Còn riêng con thì lại cả về cái kênh của pa này. Lại kênh của gia đình Ken Ka là hai con của con này. Lại gia đình của mẹ với con này. Nên nó lắm ấy. Không có thời gian để mình quay clip ý. Chúc chị quay với Lê Lộc đi. Bữa Linh quay nó 10 triệu view. Nay 11 triệu rồi. Tại nhờ có chú Quyền Linh đó con. Nay hình như cái clip nó 11 triệu view rồi đó. View dữ lắm. Chúc quay với nó đi. Mà chú lấy cái clip nó đăng cái kênh của chú rồi. Dạ. Vậy thì có lẽ là hai mẹ con ngoài cái chuyện mẹ chồng nàng dâu thì chắc chắn là sẽ là những người bạn thân với nhau đúng không? Cái gì cũng tâm sự với mẹ hết. Tâm sự hết ạ, con không giấu cái gì luôn ạ. Không giấu gì luôn. Nên là con đi đẻ bé thứ hai là con book lịch mẹ chồng đi theo. Mẹ đẻ ở nhà nấu cơm, nấu đồ ăn để con đẻ xong là con ăn luôn. Thế là con cho con mẹ chồng đi cùng con vì con thích mẹ cũng chăm, hai mẹ con hiểu nhau ạ. Chăm cũng tiện hơn. Cái khoảng thời gian nó như thế nào cô? Cái thời gian sinh em bé thì đẻ bé trai đầu tiên thì nói chung là toàn mẹ thôi, mẹ chồng. Mẹ đẻ thì hầu như là chỉ có nấu cơm giặt giũ thôi. Mẹ con bị đau chân, mẹ con chân, mẹ con là chân giả. Với cả bà cũng nhiều người không ngồi lên, đứng xuống ngồi lên là khó. Hơn một ít tuổi, hơn khoảng 10 tuổi thôi. Thế nhưng mẹ thì thế nhưng có hai bà đấy. Mỗi bà một việc, tóm lại là không ai tranh ai cả. Mỗi bà một việc thì bà mẹ đẻ thì bà mẹ chồng thì đi cùng con đi sinh, đẻ với về thì chăm cháu. Thế nhưng mà mẹ đẻ thì ở nhà cơm nước giặt giũ, có nghĩa là chăm lo hậu cho cần. Con. Thế nhưng có những lúc mà mẹ chồng mà đi thí dụ đi bận chẳng hạn, về quê chẳng hạn. Thế nhưng con dâu á lại khéo lắm cơ. Cũng không biết bế cháu. Nhỏ quá. Bé không biết bế đâu, không biết chăm. Nói thật chỉ biết sinh thôi, không biết chăm. Cái đấy, việc đấy là hoàn toàn các chồng, mẹ. Có mẹ rồi. Mẹ với sau mẹ mà vắng, mẹ mà bận thì chồng. Có lúc á, có lúc bé mẹ chăm cháu ấy, mới sinh ấy, đã bé không biết bế, không biết bế chỉ biết chăm. Có lúc mẹ phải vừa bế, thí dụ bà ngoại bận chẳng hạn, mẹ vừa bế mẹ vừa nấu cơm. Trong khi đó con ngồi không bế được. Có lúc bảo sao mẹ cũng bế, con cũng bế, sao mẹ bế bé không khóc, con bế kiểu tay con có gai sao, bế bé là bé khóc thét lên, cứ thế khóc. Thôi nó quen hơi bà nội rồi. Không, lúc bé không biết bế nên nó không mềm mại sao. Thì em bế bé mới sinh ra, bé con chỉ sợ rơi. Bé không, cứ bế là khóc. Bé khóc mẹ làm cách. Mẹ vừa bế vừa nấu ăn chẳng hạn. Thế thôi. Nên đấy là bé lớn. Lại cho đến bé thứ hai. Bé thứ hai lúc đấy kiểu chuyển dạ sinh ấy. Thế đến cái hôm đấy là
mẹ thì về quê, con ở đấy. Mà mẹ ơi, con nay chuẩn bị sinh, bảo ô thế con phải đi vào viện đi, không hiểu nhỡ sinh ở nhà. Nay tối nay hôm nay rằm, thôi con để mai con mới đi. Sáng mai con mới đi, sáng mai 16 mới đi. Thế mà để thật luôn. Để luôn, để mai mới đi. Mai mới đi sinh, không sợ tối đi ra đấy không, sinh. Không trước. Phải sợ rằm cái không, gái hôm rằm. Đi, không đi. Để đến mai đi, mai 16 mới đi. Dạ. Có ai. Nhưng mà vậy thì chắc là mọi cái vấn đề như là cái cách chăm sóc thì chị cũng sẽ theo mẹ đúng không chị? Cũng tùy thôi ạ. Thực ra thì con được cái trộm vía là con được cái sinh dễ. Dễ con đi sinh như đi chơi ấy. Đấy, may quá, cái khó nhất con làm được rồi. Còn phần còn lại đã có mẹ và chồng lo. Trời khỏe dễ xào luôn ha. Nhưng mà vậy thì coi như nó đâu cần nghĩ gì đâu. Chỉ có đẻ thôi, thật ra mẹ nãy nói mà. Nó chỉ việc đẻ thôi. Còn tất cả mọi thứ để mẹ lo. Mẹ ruột với mẹ chồng lo hết rồi. Dạ, nhưng mà cái cách chăm sóc của mẹ chồng với bé thì chị cũng hài lòng chứ hả? Trong lúc mà bé đầu tiên ạ, bé thứ hai thì con có kinh nghiệm hơn rồi. Thế bé đầu tiên thì thực sự là bé con cũng chưa được bé bắt đầu với bé quá. Thế xong con như chỉ có trong lúc sinh thì có lúc chăm em bé thì là cái về cái con thì hay đọc sách. Vì con không biết nên con đọc sách ạ. Thì con thấy là cái cách chăm sóc của con thì con muốn là cho bé kiểu tự lập và cũng không quá gần cho bé bám hơi nhiều để cho bé sau bé có tự lập mà bé ăn ngon ngủ ngon hơn, để sau này không bị phụ thuộc vào bà hoặc phụ thuộc vào bố hoặc phụ thuộc vào mẹ. Nhưng mà mẹ thì có thể là cái cách chăm con của các phụ trước đây thì mẹ vẫn theo cái cách đó, thì nhiều khi có cái mà mẹ nói thì cái nào mà thấy hợp lý thì con sẽ làm theo, còn cái nào mà con thấy chưa phù hợp lắm thì con cũng không nói gì, cũng không phản bác, con không làm thôi. Hay cũng hay mà, đúng không, mắc mới gì mà phản bác, mà ngu gì phản bác thôi, để mẹ lo chắc ăn hơn. Để nó khôn, nó nhiều cô là không phải làm thế phải làm kia, rồi cuối cùng hai mẹ chồng với nàng dâu giận nhau cái chuyện đó là nhiều, còn này thì không phản bác mà không làm. Nhưng mà không làm vậy thì mẹ có giận không? Thì mẹ làm. Thực ra thì cái đấy lúc đầu thì mẹ cũng có phần phản đối về cái việc đấy đấy. Tuyệt đối là kiểu mẹ thì chăm theo cái kiểu truyền thống ấy, con thì chăm sóc theo cái kiểu thời hiện đại và lại khoa học ấy. Thế nên các mẹ thì sau